vào cuộc cho các cái lộ trình. Bật thôi ạ. Thế giới luôn luôn thay đổi và crypto, các công nghệ crypto luôn luôn mang lại cho chúng ta những cái cơ hội mới. Thụy Sĩ là một trong những nước dẫn đầu với nền kinh tế crypto. Tập đoàn UGPay giới thiệu token chứng khoán Wancrew đã được đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Wancrew là một cổ phần kỹ thuật số, một loại cổ phần trong danh mục đầu tư toàn cầu. Token Wancrew mang lại cho người sở hữu chúng bốn loại thu nhập sau. Thứ nhất là ký quỹ, đây là việc gửi các token Wancrew trên một ví crypto để nhận thu nhập dưới dạng UNTP. UNTP là một token tiện ích cho phép người sở hữu có được các nguồn tài nguyên mạng lưới như là các cái RAM CPU hay là tốc độ net. Thứ hai, khoản thưởng theo chương trình khách hàng thân thiết, 5% của toàn bộ số token bán ra được trao tặng hàng tháng. Loại thu nhập này có thể được đến chỉ đến 21 tháng 10 là dừng. Thứ ba là profit bonus được trả hàng tháng cho người sở hữu Wancrew theo số token mà họ nắm giữ và được trích từ lợi nhuận của công ty nhận được từ các khoản kinh doanh mà công ty tham gia đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau. Profit bonus được trả bằng USDU, đây là đồng coin ổn định của công ty. Mỗi token USDU đều dựa trên một USDU fiat. Và cuối cùng là loại thứ tư là giá trị của các cái danh mục đầu tư và mang lại cho chúng ta cái chứng khoán giá cao hơn. Theo kế hoạch thì sẽ có 8 tỷ token được phát hành. Các tài sản đảm bảo cho công ty Crow quốc tế định giá vào khoảng vài tỷ đô la với giá khởi điểm là 35 cent một token. Các dự án đầu tư chính bao gồm vàng, kim cương, công nghiệp phim, bazan, khai thác dữ liệu, Yugen, dịch vụ ăn uống, dịch vụ pháp lý và bất động sản. Xin mời các bạn hãy trở thành người đồng sở hữu của danh mục đầu tư toàn cầu và hãy tạo ra hiện thực mới của chính mình. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời.